Nếu mấy anh chị đã có một cái cảm nhận là sự nghiệp của mình nó đang như chiếc máy bay chạy trên đường băng và nó không có cất cánh, có đôi lúc mình nè, có đôi lúc mình có cảm giác là mình thử cái này, mình làm cái này, mình có tuyển dụng người, mình làm theo tất cả những điều mà công ty người ta đưa ra mình, và mình làm theo tất cả những người đi trước hay là những người leader người ta chỉ mình, nhưng mà hình như mình vẫn không cất cánh mình. Thì mấy anh chị có thể mường tượng chiếc máy bay, nếu chiếc máy bay nó đang chạy trên phi đạo mình, thì khi mà và chỉ khi mà khi nó đạt được một cái vận tốc tối thiểu thì nó mới cất cánh được. Ví dụ như chỗ chuyên chiếc máy bay này, khi mà nó cái tiêu chuẩn của nó là khi nó chạy đủ để đạt cái vận tốc là 200 cây số một giờ thì nó mới cất cánh, để mình xin hỏi anh chị. Nếu chiếc máy bay đó cái tốc độ là 190 cây số một giờ anh chị, liệu nó có cất cánh không? Cái câu trả lời là không. Ngay cả 199 cây số một giờ nó vẫn không cất cánh anh chị, vì tối thiểu của nó là 200 cây số một giờ thì mới cất cánh. Như vậy thì trong sự nghiệp về MLM ấy, người ta làm một cái thống kê, người ta đã làm một cái thống kê tất cả những cái công ty về network marketing MLM ở trên thế giới, và người ta đã tìm ra được cái vận tốc đó anh chị. Nếu mà chị muốn nghe cái vận tốc tối thiểu để sự nghiệp mình có thể cất cánh anh chị, là trong vòng một tháng, nếu từ mấy anh chị trở xuống anh chị, mấy anh chị có 10 người trong một tháng, hay là chính cá nhân của mấy anh chị có 10 người, cái đó nó không dễ anh chị. Nhưng chính vì cái mà không dễ đó, nếu mà anh chị đạt được thì cái sự nghiệp của mấy anh chị cắt cánh rất dễ. Vì có thể mấy anh chị ra ngoài tuyển dụng 2-3 người, 2-3 ngày sau mấy anh chị say lại, người ta biến mất mấy anh chị, gọi lại người ta đổi số, mấy anh chị gọi lại người ta không trả lời. Mấy anh chị có thể tuyển dụng 2-3 người, mỗi người 1-2 người, nó ra 5-7 người mấy anh chị. Nhưng mà 5-7 người nó vẫn không đủ mấy anh chị để mấy anh chị tạo ra được một cái doanh số, để tạo ra được cái khí thế mấy anh chị. Thì ra trong cái bức tranh mà chiếc máy bay nó cần đạt đủ cái tốc độ để nó cất cánh, cái đó trong MLM, trong network marketing là từ mấy anh chị trở xuống trong một cái khoảng thời gian là 30 ngày anh chị, mình có ít nhất là 10 người. Đó là cái sự huyền diệu của con số 10 anh chị. À, mấy anh chị đừng có hỏi là tại sao 11 hay là tại sao 8 anh chị, người ta đã làm thống kê vài cái con số đó. Mấy anh chị có thể nhìn lại trong quá khứ, có thể trong một cái tháng mà mấy anh chị cảm giác như là cái đội nhóm của mình tăng trưởng rất mạnh anh chị, có thể trong tháng đó anh chị có 10 người, có thể mấy anh chị tìm 5 người, mỗi người tìm người anh chị, nó là 10 người. Hay mấy anh chị có thể tìm 4 người, mỗi người tìm 2, hay 3 người, mỗi người tìm 3, hoặc là nếu mấy anh chị thông minh hơn chút, mình tìm người anh chị và nói người đó tìm 9 người. Làm như thế nào đó thì làm anh chị, nhưng mà nếu mình có 10 người mới trong vòng 1 tháng thì tức khắc trong tháng sau mấy anh chị sẽ thấy là mình đạt được một cái vận tốc mà lâu nay, cái đó là cái mà mình đang muốn anh chị. Lý do tại sao mình không đạt được anh chị là tại vì mình có ít hơn 10, và đó là cái sự huyền diệu của con số 10. Chúc anh chị may mắn và xin hẹn gặp lại anh chị vào lần tới.